thần dược cà tím, cứ nghi cấp tốc khi bạn mắc phải 10 căn bệnh này. Nhớ lưu ngay, phòng trường hợp dùng đến. Theo Đông y, cà tím đã được ghi trong bản thảo cương mục và các y văn cổ có tính năng cực hàn, thanh can, giáng hỏa, lợi tiểu, nhuận tràng, chỉ huyết, hóa đờm, thanh nhiệt, giải độc. Cà tím còn có tên cà giá dê, cà tím dài, cà dê, không lẫn cà pháo, cà dừa, cà bát vỏ tím. Tên Hán gọi cà với tên chung là Niwa. Tên khoa học là Solanum melongima, họ cà. Trong các loại cà, đặc biệt là cà tím dài, là thực phẩm có từ 2.000 năm trước công nguyên ở nhiều vùng nhiệt đới Á Phi. Nó được ưa chuộng vì chứa nhiều vitamin và ít calo. Cà có thể bung, luộc, nướng, xào, nấu, trộn chung với các thứ khác mà không hề bị giảm chất lượng thực phẩm của nó. Cà tím được dùng làm thức ăn phòng chữa bệnh nếu là quả chín tới. Màu tím đậm của cà là bằng chứng cho thấy nó chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh để bảo vệ các tế bào não và kiểm soát hàm lượng chất béo lipid. Theo báo The Times of India, dẫn nguồn từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, cà tím còn có nhiều công dụng khác như 1. Giảm nguy cơ ung thư. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị ung thư đại tràng vì nó là một dưỡng chất tương đối sốt. Và vì điều này, khi di chuyển qua đường tiêu hóa, nó có xu hướng hấp thụ độc tố và hóa chất có thể gây ra bệnh ung thư đục kết. Để có kết quả tốt nhất, những ai muốn giảm nguy cơ phát bệnh ung thư đại tràng nên ăn cả lớp vỏ cà tím. Nghiên cứu phát hiện ra rằng lớp vỏ cà tím có thể chứa nhiều chất xơ hơn bản thân trái cà. 2. Giảm cân. Chất xơ trong cà tím còn có công dụng khác là giảm cân. Chất xơ là thực phẩm tương đối cồng kềnh, tức nó chiếm nhiều chỗ trong dạ dày. Do đó, thay vì bằng món cà tím, những người ăn kiêng có thể có cảm giác no bụng và thường nạp ít calo hơn. Ngoài ra, chất xơ là chất chậm tiêu hóa và mất nhiều thời gian để di chuyển từ dạ dày đến đường tiêu hóa. Chính vì điều này, cà tím giữ cho người ăn kiêng cảm thấy no lâu và không có nhu cầu ăn vặt giữa các bữa ăn, từ đó giúp giảm cân. 3. Giảm huyết áp bằng các món chay. Nhiều món chay dùng cà tím, ví dụ cà tím nhỏ ươm, cà tím dài 3 quả nhỏ, nhân thịt chay 300g, sốt cà chua 15ml, dầu vừng 2 thìa, gia vị. Cà thái dọc làm hai nửa, bỏ ruột, ngâm nước muối, vớt ra vắt nhẹ cho ráo. Nhồi nhân thịt chay đã trọn gia vị, rán vàng phía nhồi nhân, xếp vào xong, tiếp đó xào hành, bột mì và sốt cà chua để ươm. 4. Giúp bỏ thuốc lá. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan, Mỹ đã phát hiện trong cà tím cũng có nicotine và thấy trong thí nghiệm ăn 10g cà tím có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt 3 giờ. Vậy có lời khuyên khi thèm thuốc lá, hãy ăn các món cà tím ngon lành, mát bổ, lại tránh được độc hại. 5. Chữa đái ra máu. Sắc quả cà tím, bỏ cuốn để uống. 6. Phòng chống bàn tía ở người già. Ở tuổi 60-70, người già thường bị trên mặt, tay có tình trạng ứ huyết nổi bàn tía hay từng chấm, có khi phải nhìn kỹ mới thấy. Để khắc phục bệnh lý này nên ăn cà tím. Cà tím lại mềm nên người già dễ ăn dễ tiêu. 7. Viêm phế quản cấp. Cà tím 500g, gừng tươi 4 lát, tỏi 3 củ, cà cắt dọc dài, gừng thái lát, tỏi nghiền trộn với nước tương, dầu, muối, đường, chưng cách thỉ, có tác dụng thanh nhiệt, hóa đờm nhiệt. 8. Viêm gan vàng da. Dùng mấy quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo, nấu thành món cơm cà, ăn liên tục nhiều ngày. 9. Bí đái. Dùng hạt sắc uống để lợi tiểu. 10. Táo bón. Dùng quả cà tím, hàng ngày lấy khoảng 100-200g, nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng cơm. Kiên kỳ. Theo sách cổ, cà tím tính rất lạnh, không nên phối hợp với thức ăn lạnh khác mà còn nên thêm vài ba lớp gừng để giảm tính lạnh. Người tạng hàng hay đi ngoài lỏng khi cần dùng nên thận trọng hơn. Không nên dùng khi quả cà dập nát, ăn tươi càng tốt. Một số bài thuốc, món ăn chữa bệnh có dùng cà tím
tham khảo theo báo Sức khỏe đời sống và bài thuốc hay. Cà tím xào mã đề. Cà tím 200g, mã đề 15g, hành 10g, gừng 5g, tỏi 10, dầu mè, nước tương, xì dầu, một lượng thích hợp. Cà rửa sạch, cắt miếng, mã đề làm sạch, hành cắt khúc, gừng cắt lát, tỏi bỏ vỏ, cắt khô. Để chảo nóng, đổ dầu vào, chờ dầu nóng, bỏ gừng, hành vào phi thơm, rồi bỏ cà, mã đề vào trộn đều. Bỏ muối và một ít nước vào xào chín là được. Mỗi ngày ăn một lần, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp. Canh gà, cà tím. Gà giò 1 con, cà tím 200g, sơn tra 15g, gừng 5g, hành 10g, dầu, muối, một lượng thích hợp. Gà làm sạch bỏ nội tạng, cà tím rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lá, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, cho gừng, hành vào phi thơm, bỏ gà vào xào sơ. Tiếp đó đổ nước vào, bỏ cà, sơn tra, muối vào. Nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ, nấu thêm chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng thay thức ăn. Có tác dụng tiêu thực, tan ứ, giảm mỡ, hạ huyết áp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quý hơn cả muối mít, trên thế giới họ chuộng hạt mít vì chữa khỏi 6 loại bệnh sau. Trước giờ nghe truyền tai là ăn vào đánh rắm thối có dám động đến đâu. Mít là một trong những món khoái khẩu của nhiều người bởi mùi thơm hấp dẫn và vị ngọt đặc trưng của nó. Thông thường khi ăn mít, chúng ta thường bỏ sơ và hạt, chỉ lấy phần thịt vàng ống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt mít cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da như nhiều loại hạt và củ khác. Ngăn ngừa ung thư. Nếu như ở các nước phương Tây có hạt hạnh nhân, hạt ấp chó, thì Việt Nam lại có hạt mít. Hạt mít mùi bùi, chứa tinh bột tự nhiên và các hoạt chất thần kỳ, giúp chống chọi căn bệnh ung thư quái ác một cách vô cùng hữu hiệu. Khoa học đã chứng minh, ăn hạt mít luộc cùng với mật ong nguyên chất sẽ càng tăng dược tính mạnh mẽ. Trong mật ong và hạt mít có chứa những chất kháng virus cực mạnh, giúp tìm và tiêu diệt cũng như ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển từ sâu bên trong cơ thể. Ngăn ngừa táo bón. Hạt mít có chứa chất xơ không hòa tan. Đây là chất xơ có tác dụng duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc ruột. Khi ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho tóc và da trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, hạt mít còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bảo vệ cho trái tim khỏe mạnh. Bổ sung sắt cho cơ thể. Sắt là một thành phần của hemoglobin. Đây là chất giúp hỗ trợ quá trình oxy hóa của cơ thể, giúp tái sinh các tế bào máu đỏ. Khi sử dụng những thực phẩm giàu sắt sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ thiếu máu và những bệnh rối loạn máu khác. Đồng thời, sắt cũng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, trong khi vẫn giữ cho trái tim và bộ não luôn khỏe mạnh. Làm săn chắc cơ bắp. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp luôn khỏe mạnh và săn chắc, hạt mít là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Trong hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Theo các chuyên gia y tế, protein thực vật có lợi hơn nhiều so với sử dụng đạm động vật. Trong khi đó, các protein có trong hạt mít không chứa cholesterol nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng. Giảm bớt căng thẳng và ngăn ngừa nhiễm trùng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt mít sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên. Nguyên nhân là hạt mít có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Bên cạnh đó, hạt mít còn có thể ngăn ngừa mụn và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Không chỉ vậy, nó còn chứa một loạt các vi chất dinh dưỡng, giàu protein, làm giảm bớt căng thẳng và hạn chế các bệnh về da. Tốt cho đôi mắt. Hạt mít giàu vitamin A có tác dụng duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Không chỉ vậy, vitamin A cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như bệnh mù trong đêm. Ngoài ra, vitamin này cũng giúp
tóc trở nên khỏe đẹp, giảm thiểu tình trạng tóc khô gãy rụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dù mất ngủ kinh niên, cũng phải đặt mình xuống là ngủ khì như heo con no sữa. Có đến tận 6 món canh trị mất ngủ liền đây nhé. Canh sườn hạt sen. Bắt canh sườn non nên cùng hạt sen, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho ai mắc chứng mất ngủ. Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh, hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tầm sen và chần qua nước sôi. Khi sườn sôi khoảng 15 đến 20 phút thì cho hạt sen vào ninh cùng cho nhừ. Tiếp đến là khoai tây cắt miếng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Canh chín, rắc hành lá nhỏ cho lên trên cho món ăn hấp dẫn. Canh rau rút cá rô rất tốt cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh, ăn uống kém. Để chế biến món này cần làm sạch rau, bỏ rễ và lớp phao trắng bên ngoài, rồi rửa sạch thái nhỏ. Cá rô làm sạch, lọc lấy thịt. Ướp thịt cá đã thái mỏng với gia vị cho ngấm. Xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, đun sôi nước lọc xương. Sau đó cho thịt cá vào, quấy đều. Đun sôi khoảng 5 đến 7 phút thì cho rau rút vào. Nêm gia vị vừa đủ. Canh dùng nóng với cơm. Canh hoa thiên lý nấu cua, mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm rửa sạch để ráo, cho vào cối giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và rêu cua đóng thành bánh. Sau đó cho hoa thiên lý vào, nấu chín, nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Canh hến linh chi. Theo đông y, linh chi có vị ngọt, tính on, rất có ích cho người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, phòng độc, giúp nhuận trường, an thần. Do vậy, canh hến linh chi là món ăn tốt cho người mệt mỏi, mất ngủ, tiêu hóa kém. Linh chi thái lát mỏng, cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Thịt hến làm sạch, đem nấu chung với nước linh chi. Khi thịt hến chín, cho đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết. Canh vịt trắng, bí xanh. Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho vịt vào nồi, cùng túi vải đựng phục thần, mạch môn và nước. Đun sôi khoảng 20 phút, thì cho tiếp bí xanh thái miếng vào. Tiếp tục đun đến khi vịt, bí chín nhừ, nêm vị là được. Canh lợn thịt, hào biển, có tác dụng trị mất ngủ, tim đập giòn. Thịt lợn rửa sạch thái miếng, cho vào nồi cùng với hàu, thêm nước vừa đủ rồi nấu canh. Khi thịt chín thì cho gia vị vào là được.